Hello, chào mừng mọi người quay trở lại với vlog của nhà COX. Như ở vlog trước, mọi người cũng thấy là tụi mình vừa đáp máy bay xuống Mỹ vào tối ngày hôm qua. Và hôm nay chỉ làm sáng ngày hôm sau thôi đó. Và bây giờ thì cả nhà COX đang ở nhà của cậu Ba Thịnh. Mọi người có thấy tụi mình đang làm cái gì không? Tụi mình đang bơm những cái bong bóng xanh và bong bóng hồng. Điều này thì chỉ có thể hiện cho một điều thôi. Mọi người nghĩ đó là gì nè? Đúng rồi, đó là tiệc công bố giới tính. Mà khúc này quan trọng nè, công bố giới tính của em bé, của ai? Và tin mừng là không phải của mẹ My. Đây là dành cho em bé thứ hai của em trai mẹ My đó mọi người. Chiều nay thì vợ chồng của ba tổ chức một bữa tiệc công bố giới tính để mời bạn bè đến. Ba Huy và mẹ My thì đã lỡ hẹn với một người bạn thân sẽ đến thăm bạn vào tối nay, cho nên là sẽ không tham dự được. Vì vậy mà bây giờ thì ba Huy và mẹ My đang ra sức giúp cho cô cậu mợ trang trí cho xong cái bữa tiệc này. Nhiệm vụ của cả nhà COX bây giờ là phải bơm hơn 100 cái bong bóng, sau đó thì tạo thành được một cái cổng bong bóng để trang trí lên cái tường phía sau lưng mẹ My á. Lần đầu tiên thì mẹ My làm cái này nên là không biết là sẽ có thành công không nữa, không biết có đẹp không nữa. Mọi người hãy theo dõi tiếp để xem cái thành quả ra nó sẽ như thế nào nha. Và mình cũng hãy cùng nhau dự đoán xem là đứa con này của cậu ba sẽ là con trai hay con gái nha. Và kết quả dĩ nhiên là phải giữ cho đến cuối clip cho nó hồi hộp rồi. Mọi người nhớ coi tiếp đó. Còn bây giờ thì mẹ My phải ngưng nói để tranh thủ làm cho xong. Vì chỉ còn khoảng một tiếng nữa là mẹ My phải khởi hành đi rồi. Nhà của bạn mẹ My thì cách nhà của cậu ba Thịnh tới 3 tiếng hơn lận. Và trên tinh thần là vì chỉ đi có hai vợ chồng để ba em nhỏ ở nhà, cho nên ba Huy và mẹ My sẽ cố gắng đi và về trong đêm. Đây nè, đây là những cái bóng nhỏ nhưng có vỏ. Nhỏ xíu, nhỏ hơn cái bóng bự mấy bự kia nhưng mà lại không thể nào lên. Đây. Đó, nhìn cái bóng là nó có lên hay không? Đó, không lên là không. Chỉ có là phải thổi bằng miệng thôi. Rồi xong, tối nay cậu ba khỏi tiếp khách luôn. Không nói chuyện nổi luôn. Chị hai cũng gan quá à, dám. Ôi trời, hết hồn đi. Gắn vô vậy sợ bể quá, mẹ sợ bể á. Ok, vậy là nhét vô những cái lỗ này nha ba. Ôi vậy hả? Cái à, xong rồi kéo qua trong lót này. Nó đã nhìn cái mặt của cậu ba hai cái má bún hình cá. Trời ơi. Cũng bị dài đó rồi đó. Xong cái khúc bơm hơn cả trăm cái quả bong bóng này, bây giờ đến lúc tạo hình mới thấy khúc bơm bong bóng là chuyện nhỏ, tại có cái máy mà. Cậu ba đang đưa cho bà ngoại với lại ba Huy xem cái kiểu mà mình sẽ gắn lên như thế nào nè. Bây giờ bắt đầu làm nha. Trong lúc người lớn đang gấp rút hoàn thành cái cổng bong bóng thì tụi nhỏ thư giãn chưa nè.
nhìn cái máy chơi game của cậu ba mà không có đứa nào cầm lòng đặng luôn á. Chả bao giờ được mẹ cho chơi game ở nhà cho nên bây giờ tranh thủ ghê luôn. Bây giờ thì xem thành quả nè. Đối với đôi mắt và đôi tay nghiệp dư của cả nhà thì mẹ My thấy như vậy cũng là tạm ổn mọi người hả? Bây giờ thì cả nhà mình sẽ tranh thủ chụp một vài tấm hình lưu niệm trước khi ba Huy và mẹ My lên đường. Tại vì tối nay thì sẽ không có đầy đủ như bây giờ để chụp hình cùng với nhau. Chỉ là mini thôi nhưng mà cũng vui ha. Nè đúng lúc nhìn, nè nhìn tựa đề bài đó. Đúng bài luôn, cứ đi cùng nhau. 10 năm trước á, là mình đã thích đi road trip với nhau rồi. Mà đó mình không có đám remote. Và cũng ở Mỹ luôn ha, cho nên là muốn làm lại cảm giác đó đúng không? Thì là 3 cái remote lắm, ghê chưa. Mà bây giờ đã để được ba, hôm nay là để được ba cái remote ở nhà cho bà ngoại với cậu mợ giữ. Ba mẹ sẽ đi một chuyến nhỏ xuống Austin, là cách thành phố của nhà của cậu là 3 tiếng để gặp một người bạn thân. Đó. Bạn từ Việt Nam mà giờ lại gặp lại bên này. Người một người bạn Hàn Quốc mà ở Việt Nam, gặp ở Việt Nam, chơi ở Việt Nam, bây giờ lại qua Mỹ để gặp. Đỡ nha. Ok, đi thôi, bây giờ là 3 tiếng. Thì thường á, thường thì road trip á thì mình sẽ phải ghé giữa đường để mua đồ ăn ăn. 3 tiếng là đi đường cao tốc, nhưng có đường cao tốc đâu. Cái trước là mình đi với nhau. Dạ, yeah, mình thích đi ở trong. Mấy cái đường nhỏ ở trong để ngắm cảnh, để đi lâu lâu thì gọi là road trip. Ôi, nóng quá. Bây giờ là mình sẽ ghé mua đồ ăn trưa. Và mình cũng sẽ được ăn là những món mà hồi xưa mình thích, lâu lắm rồi mới được ăn lại. Trước tiên là mình sẽ ghé đâu mua cái gì trước chồng? Bánh tráng trộn. Wow, ok, mình mua bánh tráng trộn để mình ăn snack dọc dọc đường nha. Sau mình sẽ đi mua nước của Sonic. Sonic là cái chỗ drive-thru rất là hay mà tụi mình rất thích hồi xưa nè. Nước cam đá xay. Mình uống nước cam đá xay. Sau đó thì mình sẽ đi mua bánh burger. Burger Canada không có. Hay là chỗ khác có, McCurry không có nhỉ? Không có. Không biết còn món bánh mình thích không nữa. Nó là món đặc biệt mình bỏ nè. Wow, quá trời xe máy kìa. Quá trời, nhóm mô tô á. Nhóm mô tô chỗ đó là những cái club á. Cái bar gì đó. Và trời hôm nay, trời hôm nay thì xanh cực, chứ không phải nhiều mây cực. Thời tiết ở Texas đang rất là đẹp luôn. Nhiệt độ hai mấy độ nên là chill chill đã lắm. Bên Calgary giờ này thì còn lạnh. Sao ngộ ta, bên Calgary mà 90 độ mà lại thấy nóng. Ừ, bên này thì bên 30 độ thấy nóng. Mà bên này bây giờ 20 mấy độ mà buổi tối mà gió lên thì thấy lạnh luôn á chứ. Kỳ quá. Wow. Ok, lên đường thôi, chuyến đi 3 tiếng. Và dự định là sáng sớm ngày mai khoảng 1 giờ mình sẽ về tới. Tức là mình đi từ đây nè, buổi tối ăn ở nhà bạn, sau đó là sẽ chạy về luôn. Chứ đừng về, nhiều khả năng mình lại về Dallas ăn, chúc mình hay ăn đêm hồi xưa nữa. Dạ, nếu mà còn sức. Nếu mà còn sức. Bởi vậy có thể nếu mà ăn cái kiểu này á, thì cái chuyến đi 8 ngày này mình thì sẽ lên được khoảng 4kg. Thôi nha, không chịu đâu nha, sắp tới mùa hè rồi không thể mập được nha. Hay tiệm Plasti Boba and Baguette thì có bán bánh tráng. Hi. Quà nhiều quá vậy. Menu ăn vặt nè mọi người. Bánh tráng trộn full topping, bánh tráng cuốn, gỏi đu đủ khô bò đen, bắp xào bơ ruốc, bánh tráng chiên, bánh mì nướng, muối ớt, lạp lạp là cá viên chiên nữa kìa. Chậu ở Mỹ, coi cho nó khác Việt Nam gì nha. Hộp đẹp hơn. Đúng rồi, khác ở cái chỗ là không cần ăn cho mình ni lông. Nhưng em nghĩ họ nên làm bằng ni lông á, nó là authentic á. Bên này chơi mấy cái mà không an toàn sức khỏe đâu có được. Bà khô nè, bò đen nè, em thích lắm nè. Hồi xưa bánh tráng trộn nè, có bà đen á. Bây giờ ta chơi bà khô không ạ? Đầy đủ mà. Má ơi, chảy nước miếng luôn á. Mà như không thấy trứng cúc ha. Đúng rồi. Ủa trứng cúc bên này mắc hay sao ta? Ủa, có xoài xanh, có xoài xanh mà hơi ít á. Có xoài xanh. Nhưng mà trộn lên thấy có vẻ hấp dẫn á. Để ta trộn mình luôn, nó đều.
không phải ăn trên xe, không có chỗ được. Nè, đậu phộng nè, rau răm cũng ít nè. Nhưng mà nghe mợ Trang giới thiệu đây là ngon. Ok, đúng là không có chút khúc. Thử coi, thử cho miếng cảm nhận coi. Đều ghê, mà nhiều sốt hết trời. Mình kêu là extra spicy á. Có mùi bò đen ngon quá. Đang chết, đang chảy nước miếng rồi. Không. Ok. Ăn không? Không. Không ăn đâu. Ba cái món này ăn đau bụng chứ. Có trứng hả? Mấy này như là sao? Cay ha. Đến tiếp theo mình sẽ đi lại đâu quá hả chồng? Mình đi mua bánh burger nha. Ok, đi thôi. Đi tới quá rồi burger. Lên đường. Và tiếp theo đây là Whataburger. Ở đây thì món đặc trưng là best time gì? All time, cái món mình thích là món all time best seller. All time best seller. All time favorite gì đó. Là tên là Patty Melt. Patty Melt. Rất là thích. Và may quá nó là all time best seller, cho nên mười mấy năm nay thì người ta vẫn giữ nó để cho mình ăn. Giờ mình sẽ là order món đó nha. Và đây Patty Melt. Patty Melt, another favorite. List check. Đó. Patty nè, patty nè, melt nè. Monterey Jack, béo nước cay. Mì là Texas Toast. Em có dày hơn bánh mì thường. Quá. Có cả hạt nướng nữa. Như quá rất là hồi xưa lại mình sao mà thích cái món này ta. Chả nhớ vì sao lúc nào mình cũng bắt đầu ăn món này luôn. Mà nó ngon quá. Có ướp một cái bè thì ngon. Mà nhớ lòng khách sạn nó nói là chỗ này là đặc biệt là bò mình order 30 nướng thành ra mình đợi lâu hơn là những cái tiệm khác. Nhưng mà vậy thì bò nó cũng ngon. Chào này chồng. Không có nướng sẵn như là kiểu McDonald's hay là bên kia. Bò road trip này nha, đúng là road trip nha. Ngon thật ha. Mà lâu không để quên là đây là có spicy ketchup ngon. Quên thẳng luôn á, lâu quá à. Giờ đây ăn đỏ. Ăn đỏ nên tranh thủ ăn. Cái này chồng ơi. Ok. Rồi điểm đến tiếp theo là Sonic. Đây, hồi xưa thì hai vợ chồng thích nước cam slush ở Sonic nè. Lại thích cái kiểu order của Sonic lắm nè. Đó, rồi còn thích mẹ My thì hồi xưa thích banana split. Là gì? Kem banana split. Wow, cherry vanilla Dr. Pepper with lime nha, nó hấp dẫn quá. Không thì dĩ nhiên bây giờ mình sẽ uống cái gì đó, cái mình thích á. Oh, nhớ không? Ocean water. Nhớ không? Yeah. Bây giờ mình uống slush đi. Hi, can I just get an order of an orange slush? Can I take a large? I'm sorry, did you say a large slush? Order xong thì họ sẽ mang ra tận xe cho mình như thế này. Nhưng mà hồi xưa tụi mình thích hơn, tại vì hồi xưa họ sẽ đi patin mang ra cho mình. Nhìn họ đi điệu nghệ đã lắm. Ăn uống đã đời rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu lên highway và chạy thẳng đến nhà bạn nha. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Hình như lại có dấu hiệu tấp vô đâu đó nữa rồi nè. Đây, lại là một người bạn cũ. Đây, bạn cũ của ba Huy và mẹ My là con gà này. Gọi là Chicken Express, là cái tiệm mà hồi thời sinh viên lúc học đại học. Ở trong khu đại học mình là College Town ha. Ủa? Vào trong mua hả? Vào trong mua thôi. Đó. Là gà tù nhân. Thì rất là thích ăn tiệm này tại vì nó ngay trong khu giống như là khu riêng của đại học vậy đó. Nó là hai vợ chồng hay ra đây mua ăn lắm. Vừa đi trên highway mà thấy được cái tiệm này á. Nên là phải vào liền trong khi là đã ăn xong lên rồi đó. Spicy Express Tender. Và ở đây có món mà hai chồng mình thích nữa là món fried pickle, là dưa chua chiên.
Bây giờ mình xếp hàng mà mua nha. Đây 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 đây, Chicken Express, another favorite snack. Nếu mà mình đi đúng là nhiều chỗ mình ăn chicken tender thì tôi thấy ở đây ngon nhất. Thiệt, tại vì chấm vào cái gravy này nè, chấm dip rồi ô nó chấm vào mà chấm hết một cover, thiệt là nhiều gravy á, ngon. Đây đây, ở đây nó có cái muối muối cay này, muối cay này bao nhiêu đang mở này. Đó, cái gì salt đó, hot season salt. Ồ, rắc vào đây đó, cái miếng đó là miếng lộn, fried pickle đó, là dưa chua chiên đó. Nó là dưa leo ngâm chua xong rồi chiên. Cái butter, cái mà bột nè, gói ở bên ngoài của cái miếng này là cũng ngon lắm. Miếng pickle này nè, fried pickle này. Đó, cho cái lắp được xuống đây. Wow. Bạn nấu một ngày mình chưa đến nhà bạn mình đã ăn mình đã thầm rồi. Đã quá trời luôn. Mấy bao nhiêu năm qua, một trong những cái mình nhớ mình thèm cũng là cái món, cũng có cái món này nè. Tại hồi thời sinh viên thì hay ăn món này lắm, món này nó rẻ ba. Cái tiệm Chicken Express thì nó rẻ. Nó rẻ so với những cái tiệm gà chiên khác. Nó ngon. Gravy đây. Ngon. Vị nó tươi luôn rồi. Cái cổ nó không có trong menu luôn nha. Ô, mình mua được. Anh hỏi nó còn không? Có sao không? Nó nói không còn. Chứ sao? Phải còn mua chứ. Nhưng mà ý là còn mà tại sao lại không có trong menu á? Không biết nữa. Đúng vị xưa ha. Ngon quá. Bây giờ ăn tiếp xong rồi. Đi tiếp nha. Tôi dừng giữa đường để ăn nhiều bài thôi. Tối mới tới nhà bạn. Chưa đi tới đâu. Bạn đi ngủ rồi mình mới gõ cửa. Ê, tao tới rồi nè, lấy đồ ăn cho ăn. Giờ đi thiệt nha. Ai nói mà không làm là sẽ bị ốm xuống 2kg á. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. Bây giờ thì chỉ còn khoảng 30 phút nữa là mình sẽ tới. Vợ chồng mình sẽ ghé ngang cái town nhỏ này. Cái town này cũng khá là nổi tiếng với vẻ đẹp của nó đó. Mình thấy cảnh vật và mọi người ở đây thì là bình yên và biết hưởng thụ cuộc sống luôn á, nên tụi mình sẽ dừng lại một chút xíu. Tụi mình phát hiện ra ở trong town này có một cái tiệm bán đồ chơi nhìn rất là vintage luôn. Chắc tiệm này ở đây cũng lâu đời rồi đó. Thôi tụi mình sẽ đi vào để kiếm một chút quà cho các con của bạn mình nha. Bạn mình thì có một bé trai lớn hơn Nhi 1 tuổi và một bé gái nhỏ hơn Kyle 1 tuổi. Và mình sẽ cố gắng đoán cái sở thích cũng như tính cách của các bé dựa trên cơ bản, dựa trên các con của mình nha.
Lexi thì rất thích những cái như là khoa học nè, lịch sử nè, vũ trụ hoặc là board game để chơi cùng với gia đình. Còn Kyle thì thích những thứ như là mỹ thuật nè, làm craft, vẽ tranh, xếp Lego, puzzle hay là những thứ mà cần sự kiên nhẫn á. Mình đã chọn được rồi, mình chọn được một cái bộ làm lồng đèn bằng những bức tranh mà tự tay mình sẽ tô và một cái board game cần sự thông minh suy nghĩ để cho bốn người trong gia đình bạn ấy chơi chung với nhau. Bây giờ thì mình sẽ lên đường đến nhà bạn luôn, còn khoảng 25 phút nữa là đến rồi. Chỗ này là bắt đầu quẹo vào khu nhà của bạn mình. Trước khi tới nơi thì mình sẽ giới thiệu sơ về gia đình của bạn mình cho những ai muốn biết nha. Bạn, vợ chồng bạn mình là người Hàn Quốc. Mình và cô vợ quen nhau ở trong cái trường quốc tế khi mà mình đang làm ở đó. Và bạn vợ thì là giáo viên dạy tiếng Hàn. Tuy bạn tốt nghiệp ở Mỹ với bằng giáo viên dạy tiếng Anh để về Hàn Quốc dạy tiếng Anh á, nhưng mà bạn lại theo chồng đi làm việc, nên là bạn đã qua Việt Nam và dùng tiếng Hàn của mình để dạy cho những em bé Hàn Quốc ở Việt Nam. Và vì hợp tính nên là tụi mình đã thân nhau từ lúc ở trường mẫu giáo. Hai vợ chồng này thì siêu giỏi luôn, được làm chức cao ở trong tập đoàn Samsung. Theo như ở Hàn Quốc thì tập đoàn Samsung là rất là uy tín và nhiều người muốn vào đó làm. Nhưng vì theo chồng cho nên là bạn bỏ sự nghiệp của mình để cho chồng phát triển. Và bây giờ chồng bạn là kỹ sư nhưng lại được Samsung gửi đi các nước để làm việc. Bạn đã đi Việt Nam, rồi bạn đi qua Ấn Độ làm, và bây giờ bạn được gửi qua Mỹ để làm. Cho nên là hai vợ chồng này đang ở Mỹ với cái mission, cái nhiệm vụ của anh chồng từ cái tập đoàn Samsung đó. Rồi mình tới nơi rồi, mình sẽ cùng nhau vào nhà nha mọi người. Go, don't be shy. Hello. Hey. Thấy thương ghê chưa? Hai vợ chồng đã chuẩn bị đồ ăn để đón vợ chồng mình suốt cả ngày hôm qua luôn rồi đó. Cậu bé trai đúng là thích đọc sách như Lexi, còn bé gái thì đang rất tập trung vẽ cái bộ xếp lồng đèn mà mình đã mua đó. Nhậu nhẹt thì không thể thiếu trò chơi kinh điển này. Và câu hỏi đang bị hỏi là When Even that question for me, I have to drink. Và cứ thế tụi mình chơi từ chiều tới khuya. Kết quả của việc này không thể tránh khỏi, đó là xỉn. Và chú sếp này thì là người gục đầu tiên, cho nên từ bây giờ mình sẽ che mặt lại để giữ gìn cho lãnh đạo của Samsung nha mọi người. I forgot what I want to say. Oh my gosh. Oh my god. Oh. Actually, I wanna say something more about this. Ask him a simple. Ask him. What do you wanna say? Okay, tell me your Korean name. A simple question. Answer it. Your Korean name. Forgot? Do you have a Korean name? Ảnh xỉn quá rồi, phải để cho ảnh vào ngủ thôi. Chào mọi người, bây giờ là gần 6 giờ sáng hôm sau. Vì có uống rượu bia cho nên tụi mình đã không thể làm như kế hoạch, đó là quay trở về ngay trong đêm. Tụi mình đã quyết định là ngủ lại và thức sớm để về sớm với các con. Lâu lâu được dậy sớm một bữa cũng thấy thích.
Tuy trời còn tối nhưng mà highway cũng khá đông xe, chắc là nhiều người cũng đi làm sớm nhỉ? Ông mặt trời cũng đã dần ló dạng rồi. Bầu trời nhìn ảo diệu quá mọi người ha. Đang đi trên highway mà thấy cái điểm dừng chân này quảng cáo quá trời luôn, mà còn thấy nó to nữa, cho nên giờ vợ chồng mình vào xem coi có gì hay không nha. Wow, to thiệt. Vợ chồng tụi mình cũng thích dừng ở mấy điểm dừng chân như thế này ở mỗi nơi mình đến nè, tại vì ở nơi đó nó còn sẽ bán những cái đặc trưng của cái vùng đó. Trên cái tường này là toàn là khô thôi đó mọi người. Ở đây họ ghi là họ là khô nổi tiếng nhất thế giới. Mình thì mình sẽ không mua đâu, tại vì mình chỉ thích khô bò Việt Nam thôi à. Quầy bán đồ ăn ở đây cũng to ghê á. Bây giờ thì mình sẽ lựa một số đồ ăn sáng để mang về cho cả nhà ăn sáng luôn. Sắp tới nhà rồi đây, không biết tụi nhỏ thức chưa nữa. Thế là ba Huy mẹ My phải kết thúc cái chuyến du lịch nho nhỏ của hai vợ chồng rồi, trở về với thực tại thôi. Hy vọng là mọi người đi chơi với ba Huy mẹ My cũng thấy vui ha. Bây giờ thì mẹ My sẽ kết thúc clip tại đây để mang đồ ăn về cho đàn gà con đây. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người vào vlog tiếp theo.